đai chuyên bóng bà lâm mộc hai đai sẽ đang chọp từ nâng cổ liên được bà nẹ ca thơ cho lần nà pran đô lùm bà ni hai tha các bạch ai cứ chương tiếng bì liệt trọt đảng cho lần nà ni trời ca cầm lăng sạch đông nâng ca ọt một tượp ai thơ bản nẹ đai cầm bông bằng hạt ni cứ chỉ cru hạt pran dô ca mộc bì Việt Nam chú mua trăng cha chéo quạt mơ ru nơi tài văn mà phê chân nằm hỏi tạm bật nơi đọc chân nằm môn quạt chỉ chiêng cắt sọ mà nẹ quạt bàn khai chỉ cru bóng vật cây la cứ đòi xa miên rương bổ vọt mùi để bẹn bọn nâng sật rảy tầm bốn khi nhóm kết tha chân tờ lọc tờ ru nơi Việt Nam bình tại đòi xa mình đặt chật bị côn tiền bì đồ chân này hỏi cô xâm đặt chật ru nơi tài văn chia bần tổ chạy đòn miên thay mùi nẹ sợi chân chà chào miên ở các châu ruông khăn ông mê riêng cây la dô cả. Thơ ai quạt đều khơi vì thi nòm mơc nâu ở rõm sẵn ngập sẵn ngạt. Quạt khất khâm vật hạt ti bẩm phót nơi chân nam bì bòn đập bì. Quạt cô tự tuôn ban ở nhà ban chỉ cru bóng hạt cây la dô cả. Bê nụ chân tư bổ lông dược. Ở nhà ban cứ đại xa khăn ông chân ở khuôn căn tè miên đầm lầy. Bì bùa khăn ông chê mần nụ đại thơ vây ở ban lộ bạc cọt. ខ្ញុំគិតថាត្រូវលើកដង្កើបតម្លៃខ្លួនឯងបន្ទាប់មកសង្ឃឹមថាអ្នកដតីមកប្រកាសស្នាដៃខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំប្រកាសនៅស្នាដៃខ្លួនឯងនោះទេធម្មតាក្នុងជីវភាពគាត់ក្រៅពីបង្រៀនកីឡាយូហ្គាគឺកំដរកូនស្រីទាំងពីររបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាម្ដាយខ្ញុំជាស្ត្រីស្រស់ស្អាតម្នាក់ហើយមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងគាត់គឺជាម្ដាយដែលមានការព្យាយាមក្នុងការហាត់រៀនតាមពិតគាត់មានឱកាសត្រឡប់ទៅវៀតណាមវិញបានតែគាត់មិនទៅទេគឺដោយសារពួកខ្ញុំទាំងពីរគាត់សម្រេចចិត្តរស់នៅតៃវ៉ាន់កំដរពួកខ្ញុំលូតលាស់ដើម្បីកូនស្រីទាំងពីរមិនថាអ្នកស្រីជួបលំបាកក្រោយពីលែងលះគ្នាឬក៏មានរបួសក្នុងពេលហាត់កីឡាគាត់តែងក្រោកឈរឡើងពីព្រោះគាត់មានឱកាសអាចការពារកូនទាំងពីរគឺជាសុភមង្គលល្អសម្រាប់គាត់